Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục chuỗi video về các căn nhà mặt phố kinh doanh mọi mặt hàng thì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với anh chị một căn nhà thuộc quận Hoàng Mai, ngay gần Trương Định cũng như Đại La thôi. Với diện tích xây dựng là 55m², căn nhà chúng ta được xây dựng 5 tầng, thoáng trước thoáng sau, với giá đang được chào bán chỉ có 8,3 tỷ thôi. Nếu anh chị đang có nhu cầu tìm nhà kinh doanh khu vực này thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé. Và bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết của căn nhà này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là ba căn nhà của chúng ta với diện tích là 55m một căn. Căn nhà của chúng ta thì được xây dựng 5 tầng hướng Tây Nam. Đấy, tầng 1 là sảnh bán hàng hoặc gara ô tô. Đấy, tầng 2 là phòng bếp, phòng khách. Tầng 3, tầng 4, tầng 2 phòng ngủ. Tầng 5 là phòng thờ sân phơi. Nhà thoáng trước, thoáng sau, khu vực sau chúng ta bước lại khu tiểu cảnh nữa. Đấy, ba căn nhà của chúng ta này nằm trên mặt phố, kinh doanh tấp lập. Dân cư đi lại cực kỳ tấp lập luôn. Đấy, rất là rộng rãi, cửa ngõ. Thiết kế cực kỳ hiện đại. Ở đây thì chúng ta ra ngã tư Bạch Mai chỉ khoảng độ 200m thôi, rất là gần. Cũng như di chuyển ra khu Đền Lư, rồi là khu Mai Động, Tham City rất là gần. Đấy, lượng dân cư đi lại rất là tấp lập. Rồi sau đây em quay chi tiết phía trong cho anh chị nhé. Rất là rộng rãi. Đây, phía sau chúng ta có một khu tiểu cảnh, đồng thời cũng làm khe thoáng cho các phòng ở trên. Quý anh chị đang theo dõi video nhà bán trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội, hãy bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em Phương cũng như kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội nhé. Và đừng quên comment ý kiến của anh chị xuống phía dưới để em có thể hỗ trợ anh chị một cách tốt nhất. Và đặc biệt là các anh chị nào có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển từ nhà bé sang nhà to hoặc bán đất thì cũng điện thoại cho em Phương ngay nhé. Em sẽ giúp anh chị kết nối một cách nhanh nhất. Đây là không gian bếp của chúng ta. Khu này có một nhà vệ sinh nhỏ và phòng khách ở phía ngoài. Đấy, rất hợp lý. Đến đây thì cầu thang ở giữa, tất cả cầu thang thì gỗ hết. Đây là phòng phía trong, vệ sinh khép kín. Tất cả các phòng phía trong đều có cửa sổ hết, vì chúng ta bước lại khe thoáng rất là rộng đây. Phòng học trước thì sáng. Phòng ngoài thì vệ sinh rộng hơn, phòng cũng rộng hơn. Cửa thì gỗ nguyên khối. Đấy, phòng như này hợp lý rồi. Đây thì cũng tương tự dưới thôi.
Nếu anh chị nào đang có nhu cầu tìm nhà mặt bằng kinh doanh tốt thì hãy xem căn này ngay. Bởi vì có những vị trí kinh doanh như này thì rất là hiếm, khó có lô khác mà được như lô này. Ở đây đi di chuyển rất là tiện. Đấy, kìa tí mấy bước chân là ra Đại La rồi. Đấy, ngã tư Vọng. Ra rồi, ra ngã tư Sở. Rất là gần. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.